Kính thưa các đồng chí chủ trì họp báo, kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ngành tham dự họp báo, thưa các nhà báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tham dự họp báo chính phủ thường kỳ. Hôm nay, ngày 30 tháng 8, chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2018 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Như thông lệ, sau phiên họp chính phủ, văn phòng chính phủ tổ chức cuộc họp báo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ trì cuộc họp báo đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ. Tham dự và chủ trì cuộc họp báo, chúng tôi xin giới thiệu có đồng chí Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì đang trên đường tới họp báo. Xin sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo chính phủ. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các đồng chí báo, nhà báo, hôm nay phiên họp báo thường kỳ của tháng 8 cũng đúng vào cái dịp kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thì trước hết thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chủ trì báo, xin được gửi lời chào thân thiết, lời chúc sức khỏe và chúc mừng các nhà báo nhân kỷ niệm mùng 2 tháng 9 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa các đồng chí, thì hôm nay thì dưới sự chủ trì của Thủ tướng ấy, thì chính phủ dành một ngày để thảo luận bốn cái luật về luật tổ chức chính phủ, luật chính quyền địa phương, thế và luật công chức viên chức, thì báo chí và đồng thời sẽ tham gia cái luật sửa đổi luật thuế, bởi vì báo chí thì trong cái tháng này thì cũng đã dành một ngày chuyên đề về thể chế rồi, thì đã thông tin với các ông chí thì biết rồi. Có thể nói là trước khi vào phiên họp chính thức, Thủ tướng cũng chính thức là biểu dương và hoan nghênh những thành tích mà đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được tại ASEAN. Có thể nói tính đến 29 tháng 8 thì chúng ta đã đạt được 4 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, và đứng thứ 13 trên 45 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia cái giải ASEAN. Thì như vậy, Thủ tướng khen ngợi với tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ, huấn luyện viên của tuyển thủ Olympic Việt Nam. Vì màu cờ sắc áo, mong các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ là bại không nản. Chúng ta chưa vô địch nhưng mà chúng ta là người chiến thắng. Thế và chúng ta cũng nói là Việt Nam ấy thì chúng ta rất có thể làm những điều mà chúng ta không tưởng. Không tưởng ấy thì đấy, Thủ tướng cũng có lời khen ngợi đội tuyển. Tuy nhiên thì mong muốn của chúng ta thì còn rất nhiều. Kỳ vọng chúng ta rất lớn. Chắc chắn là những cái thời gian còn lại thì đội tuyển của Việt Nam sẽ giành thêm những cái huy chương cao hơn nữa. Mong muốn như vậy. Tại phiên họp chính phủ lần này thì như đã báo cáo ban đầu ấy, thì xây dựng thể chế thì chính phủ đã bàn thảo luận đến vấn đề sửa đổi luật thuế, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật chính quyền địa phương, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức, rồi luật viên chức. Thế và văn phòng chính phủ cũng báo cáo vấn đề tình hình ban hành văn bản chi tiết thi hành luật pháp lệnh, vấn đề văn bản nợ động, vấn đề thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ, thủ tướng chính phủ giao bộ ngành địa phương. Thế và đặc biệt ý, là báo cáo cái tiến độ theo tinh thần chỉ đạo thủ tướng là
cắt giảm các điều kiện kinh doanh, rồi các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu. Có thể nói là tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng ấy, thì chuyển biến khá tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Như các báo chí đều biết ấy, thì kinh tế vĩ mô thì tiếp tục ổn định, thế và lạm phát được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt cái chỉ số của CPI ấy, thì tăng 0,45%. Như vậy bình quân của 8 tháng tăng 3,52%. Như vậy thì vẫn đảm bảo dưới cái mục tiêu của nghị quyết Quốc hội và Chính phủ đưa ra là dưới 4%, chúng ta vẫn đảm bảo được. Các ngành kinh tế chủ yếu thì chúng ta thấy rằng đầu tiên chúng ta phải rất đánh giá rất cao cái phát triển nông nghiệp tăng trưởng, nhưng mà tăng trưởng thế ổn định, đặc biệt là gần đây thì có thể nói là một số những cái sản phẩm về thủy sản, về chăn nuôi heo tăng đều rất mừng. Có thể nói là nuôi tôm thì tăng 12% và cá tra là tăng 8%. Như vậy cái 8 tháng chúng ta cũng đánh giá rất cao. Thế và thịt heo và thủy sản ấy là tăng 5,8%. Ở chỉ số công nghiệp thì có thể nói là tháng 8 thì tăng 13,4%. Thì trong đó về chế biến chế tạo thì chúng ta đã tăng được 16%. Như vậy tính chung của 8 tháng thì chúng ta tăng được 11,2%. Thế và cùng kỳ, các ông chỉ biết là cùng kỳ là chúng ta chỉ có tăng được 8,2% thôi. Như vậy là cái 11,2% này có ý nghĩa rất lớn, rất lớn. Ở trong đó thì ngành chế biến, chế tạo tăng được 13,3%. Sản xuất phân phối điện là 10,4%. Thế và đây muốn nói là cái mức cao ở đây là có thể nói là đặc biệt là cái sản xuất những cái hàng hóa mà từ kim loại là chúng ta tăng rất cao, chúng ta tăng được 18%. Đây có điều có rất mừng. Sản xuất xe hơi thì tăng 28,9%. Thế và sản xuất thuốc rồi hóa dược, dược liệu là cũng rất cao, tăng 17,5%. Dệt may là cũng tăng 13,5%. Thì cái điều có thể nói là chúng ta rất mừng. Thế và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu cái dịch vụ thì tiêu dùng cũng tăng được 11,2%. Như vậy thì có thể nói là trừ sau khi mà trừ cái yếu tố tăng giá thì chúng ta vẫn còn những cái tăng rất là tốt. Như vậy thì có thể nói là cùng kỳ chúng ta tăng 8,36%. Thế và riêng đối với khách quốc tế thì chúng ta đạt được con số là 10,4 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 22,8%. Đây cái điều của chúng ta rất mừng. Xuất khẩu tiếp tục là tăng cao, tăng 14,5%. Thế và có 25 mặt hàng đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ về xuất khẩu. Có 5 mặt hàng đạt 10 tỷ đô la. Ngay cả vấn đề linh kiện điện thoại là đạt được con số là 30,9 tỷ đô la, tăng 15,7%. Hàng dệt may thì đạt 19,4 tỷ đô la là tăng 14,9%. Điện tử máy tính linh kiện thì đạt 18,4 tỷ, tăng 14,2%. Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng là đạt 10,6 tỷ, tăng 26,9%. Giày dép đạt 10,5 tỷ, tăng 9,6%. Trong đó thì đáng chú ý là kinh tế trong nước thì tăng rất tốt. Chúng ta trước đây là chúng ta nói là chúng ta phụ thuộc vào FDI rất nhiều, nhưng mà kinh tế trong nước là chúng ta tăng được 17,4%. Trong khi mà chúng ta cao hơn cái mức mà thường vẫn báo cáo quý trước ấy, là chúng ta đạt 13,4%. Như vậy có thể nói là tăng cái kinh tế trong nước là rất tốt, điều rất mừng. Thế và khu vực của FDI thì chúng ta tăng được 14,13%. Như vậy là trong kinh tế trong nước là chúng ta tăng được 17,4%, và các doanh nghiệp nước ngoài khối FDI là tăng 13,4%. Xuất siêu 2,8 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt là có thể nói là đầu tư từ các nguồn vốn có sự cải thiện rõ nét. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ấy, thì chúng ta cũng đạt được.
ngay cái tháng 8 thì đã tăng được 16,4%, và bình quân 8 tháng lại thì chúng ta đã đạt con số là tăng được 11,3%, đạt 55,2% kế hoạch, so hơn cùng kỳ 27 là chúng ta đạt được con số được 53,6% kế hoạch. Thu huyện FDI thì có thể nói là đăng ký mới và tăng thêm thì 8 tháng là đạt con số 19 tỷ đô la Mỹ, và cái giải ngân được 11,25 tỷ đô la Mỹ và tăng 9,2% so với cùng kỳ. Đấy có điều có thể nói là rất tốt, và đặc biệt là vốn góp rồi mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài thì đạt con số là 5,28 tỷ đô la Mỹ, tăng được 50,9%. Tăng 50,9% so với cùng kỳ là một cái con số rất ấn tượng. Mà khi mà các nhà đầu tư nước ngoài người ta bỏ vốn, người ta mua cổ phần thì đây cái điều rất mừng. Ở trong 8 tháng thì chúng ta đã có 87.000 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 2,4% về doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký. Thì trong đó thì có 20.942 doanh nghiệp là hoạt động trở lại sau khi mà có thể nói là giải quyết những khó khăn tạm ngừng. Như vậy thì có thể nói là số doanh nghiệp hoạt động trở lại là tăng 9,3%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội thì tiếp tục được chú trọng, đời sống của người dân được cải thiện. Trong 8 tháng thì số hộ đói nghèo giảm 38,7%. Số nhân khẩu thiếu đói giảm 40,4%. Các cấp các ngành tập trung cho ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng phó với bão, ứng phó với mưa lũ, rồi khắc phục những cái hậu quả do cái tiêu cực của khí hậu thì mong nhuận. Ở chung như vậy muốn nói lại là trong 8 tháng thì cái kinh tế vĩ mô là Thủ tướng Chính phủ luôn đặt vấn đề là kiểm soát rất chặt chẽ, đặc biệt là các chỉ số các nợ công, rồi vấn đề chỉ số CPI, rồi nợ chính phủ. Đặc biệt là có thể nói công chí biết ý, thì trong 8 tháng thì với chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, đặc biệt thủ tướng thì rất quan tâm và thực hiện đúng phương châm 10 chữ của 2018, đó là kỷ cương, đó là kỷ luật, đó là chấn chỉnh. Có thể nói là cả hệ thống chính trị vào cuộc rất tốt. Một cái ấn tượng khi mà xuống địa phương mà có sự chỉ đạo của Thủ tướng, của Phó Thủ tướng, của các bộ ngành xuống tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, ở địa phương. Ngay cả vấn đề tháo gỡ về thể chế, về cơ chế chính sách, tháo gỡ về những vấn đề cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện. Khi mà tổ chức thực hiện vướng về những văn bản, quy định của chúng ta cho thí điểm. Khi mà những cái thực tiễn đòi hỏi ra mà chưa có những văn bản điều chỉnh thì Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương. Theo tinh thần của Bộ Chính trị là chúng ta cũng cho thí điểm để đánh giá tổng kết thực tiễn để có những triển khai diện, toàn diện. Để có báo cáo như vậy thì thứ hai nữa chúng ta có thể nói là tập trung tái cơ cấu nền kinh tế. Chúng ta không lệ thuộc, không phụ thuộc và không lấy cái tăng sản lượng dầu để chúng ta tăng trưởng. Và tôi nói một cái con số. Ví dụ như năm 2015 là chúng ta khai khoáng là 16,88 triệu tấn dầu. Đúng không? Và năm 2016 là 15,2 triệu, năm 2017 là khoảng 13 triệu và năm nay dự kiến là còn khoảng 1 triệu. Năm ngoái chúng ta tăng trưởng tín dụng là 18,13%. Nhưng năm nay là chắc rằng vấn đề tăng trưởng tín dụng là sẽ đạt dưới con số 18%. Hiện nay là đang khống chế là khoảng 17%. Như vậy là không dựa vào tăng trưởng tín dụng, nhưng vẫn phải đảm bảo cung cấp vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, ổn định về tỷ lệ lãi suất vay. Cũng báo cáo chỉ là tinh thần chỉ đạo quyết liệt Thủ tướng như vậy. Thế và điều chỉnh những cái gì đó phải có thời điểm, xem xét rất cân nhắc. Ngay cả vấn đề dịch vụ y tế, rồi văn hóa, y tế, giáo dục là phải xem xét rất kỹ vấn đề này. Đặc biệt là Thủ tướng vẫn cương quyết về thái độ là không điều chỉnh tăng giá điện, không điều chỉnh các loại giá khác để ảnh hưởng vấn đề liên quan đến các chỉ số chung về vĩ mô. Thì tinh thần cũng báo cáo chi thì ở trong cái chỉ đạo thì Thủ tướng cũng rất quan tâm nhiều lĩnh vực,
mà xã hội, nhân dân quan tâm, đặc biệt ý, là tinh thần của chính phủ kiến tạo nó rõ nét hơn. Thay vì cái việc là chính phủ kiểm soát, đúng không? Kiểm soát thì sẽ đảm bảo một phần kiểm soát nhưng chuyển rất nhiều từ tiền kiểm sang hiệu kiểm, chuyển rất nhiều sang cái tính chất phục vụ, một cái chính phủ phục vụ, lấy cái mục tiêu của doanh nghiệp và người dân để phục vụ. Vấn đề tháo gỡ cơ chế, vấn đề tháo gỡ khó khăn, vấn đề và xử lý nó nhanh hơn. Tôi muốn nói một điều ấy là khi tôi nói những cái hình ảnh rất tốt ở những trung tâm hành chính công cấp tỉnh, liên thông cấp huyện, cấp xã, và người dân người ta đến đó người ta cứ nghĩ là phải có phong bì, người ta kẹp phong bì đó và người ta không biết đưa cho ai, mà câu chuyện là có thật. Ở đây tôi muốn nói là cái chi phí, đây muốn nói là những cái chi phí thủ tục đơn giản là người dân không phải nộp tiền, thế còn những cái khác thì bình luận vô cùng, đúng không? Cái khác thì tôi không dám nói, ví dụ như là vấn đề liên quan đến quy hoạch, liên quan đến cấp đất, liên quan đến án thì tôi chưa dám nói, nhưng mà tôi muốn nói những cái thủ tục thông thường của bà con là không phải gặp trực tiếp người tiếp nhận và cán bộ công chức, người trực tiếp xử lý hồ sơ. Đây là câu chuyện có thật, chứ chúng ta không phải là nói quá lên, nhưng chúng ta cũng không tô hồng, nhưng chúng ta cũng không đừng nghi hoặc những chuyện như thế. Tôi nói như thế, chúng ta đấy là rất thật, một câu chuyện rất thật ở một số tỉnh. Ví dụ như khi chúng tôi làm việc Quảng Ninh thì câu chuyện rất rõ, mà có thể nói là nhân dân hoặc là có thể nói là những ai đó mà không tin thì chúng ta cũng về thực tiễn tại một số địa phương Bắc Ninh rồi Quảng Ninh để chúng ta thấy được những việc thay đổi. Như muốn nói là từ cái chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và cái sự công khai minh bạch của các cơ quan quản lý nước thì dần dần nó sẽ tốt hơn. Và đặc biệt ý, là năm nay cũng là năm đầu tiên mà theo chỉ đạo của Thủ tướng là sẽ công bố cái chi phí mà tiếp cận với thủ tục hành chính, ngay cả vấn đề chi phí chính thức, phí chính thức. Đây muốn nói là chúng ta mới công bố được cái chỉ số mà chi phí đây là phí chính thức là gì, là gồm có phí, gồm có lệ phí, gồm có tư vấn. Thế còn chi phí không chính thức là chúng ta chưa thể tính được. Đấy, cũng nói báo cáo các nhà báo là nhưng mà đây cũng là cái bước đầu tiên để chúng ta mạnh dạn công bố các chỉ số ở các lĩnh vực, ngay cả lĩnh vực hiện nay chi phí cao, lĩnh vực chi phí thấp. Ví dụ là trong cái đánh giá của Ngân hàng Thế giới là khi mà chúng ta tiết giảm được những cái thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thì chúng ta có 11 triệu bộ hồ sơ, đúng không? 11 bộ triệu sơ mà liên quan thủ tục ngành, mà chúng ta đã tiết kiệm được $19 một bộ sơ thì một năm chúng ta đã tiết kiệm được tương đương $200 triệu, tương đương hơn 4.000 tỷ Việt Nam đồng, và chúng ta đã cắt giảm được 5,36 triệu bộ sơ xuất khẩu với 3 giờ từ 58 xuống 55 giờ, đúng không? 14 triệu giờ. Chúng ta đã tiết kiệm được 34 triệu giờ trong đó của cái 5,72 triệu bộ sơ nhập khẩu từ 62 giờ xuống 56 giờ. Như vậy đấy là những cái con số chúng ta có thể nói là như vậy. Muốn nói một điều ấy là thưa các nhà báo là ở tinh thần chỉ đạo Thủ tướng là những tháng còn lại của năm 2018 chúng ta chỉ còn 4 tháng thôi. Thì hôm nay chính phủ cũng tập trung thảo luận để sơ bộ đánh giá cái đánh giá kết quả 8 tháng và sơ bộ đánh giá cái dự kiến của cái kinh phát triển kinh tế xã hội của năm 2018. Thế và định hướng phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nước năm 2019 để tới đây báo cáo Quốc hội, báo cáo Trung ương. Như vậy muốn nói một cái điều là chúng ta không chủ quan, đặc biệt là chúng ta có những cái vấn đề chúng ta rất phải cẩn trọng, ngay cả vấn đề khi mà biến đổi khí hậu, khi mà chúng ta có một cái ngay cả vấn đề hồ đập, ngay cả vấn đề an toàn an ninh, nhất là thời điểm mùng 29. Chúng ta biết ý, hiện nay là mạng xã hội một số nơi ý, là có dư luận ở kia, nhưng mà các đồng chí yên tâm, với tinh thần kiểm soát chặt chẽ và chủ động thì chúng ta không để những cái chuyện mà các thế lực thù địch lợi dụng cái việc đó để có những chống phá đảng, chống phá nước là gây rối tình hình là không thể chấp nhận được. Rất khoát là chúng ta thái độ rất cương quyết, không thể chấp nhận được. Thì chúng ta một điều là vấn đề an toàn an ninh,
ngay cả vấn đề chuẩn bị các điều kiện cho bà con đi lại mùng 2 tháng 9 tất cả các dịp lễ nào, rồi ngay cả vấn đề chuẩn bị các phương tiện khác, các dự án khác thì cũng đều như vậy. Thì trong cái buổi họp báo hôm nay thì cũng xin được báo cáo với các đồng chí như vậy. Ở trong cái tình hình thực hiện của chính phủ, của thủ tướng giao thì cũng báo cáo chí thì tám tháng 2018 thì chính phủ, thủ tướng chính phủ đã giao 15.028 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương. Ở trong đó có 6.973 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại là 7.858 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thì trong đó 197 nhiệm vụ chưa hoàn thành, quá hạn. Đúng không? Vậy thì bây giờ cái nhiệm vụ quá hạn chiếm 2,74%, giảm so với tháng 7 1,6%. Theo như chương trình công tác ấy, thì 8 tháng có 209 đề án các bộ cơ quan trình chính phủ, thủ tướng chính phủ. Thì hết tháng 8 thì các bộ đã trình được 163 đề án, đạt 78%. Ở trong đó có 63 đề án đã được ban hành, chiếm 38,65% số đề án đã trình. Như vậy còn 46 đề án đã quá thời hạn nhưng chưa trình theo tiến độ. Đấy, cái nhiệm vụ này còn rất nặng. Thế và chúng ta cũng nói là các chương trình đề án này rất lớn, có những thời gian nghiên cứu, khảo sát, đánh giá rồi tổng kết để xây dựng một cái chương trình đề án, trong đó có cả đưa ra vấn đề cơ chế, vấn đề thể chế, vấn đề các điều kiện để thực hiện đề án, cho nên đây là vấn đề rất là lớn, rất khó. Cho nên là cái vấn đề này có thể nói là các bộ, các cơ quan cũng tập trung để báo cáo các chương trình đề án. Thì tuy nhiên thì hiện nay thì đây là vấn đề mà Thủ tướng đang yêu cầu các bộ tập trung vào để xây dựng hoàn thành cái nhiệm vụ. Cắt giảm các điều kiện kinh doanh trong tổng số 6.213 điều kiện kinh doanh ấy, thì các bộ ngành đã dự kiến cắt giảm 3.807. Đây là dự kiến. Đến nay đã chính thức cắt được 968 điều kiện của các ngành. Ở trong đó công thương, xây dựng, giáo dục, thông tin truyền thông, văn hóa thông tin, thể thao du lịch, nông nghiệp phát triển thôn. Thì hiện nay là mới đạt con số là 31,16%. Như vậy cái số còn lại thì các bộ, số còn lại như vậy chúng ta còn 25,5% nữa. Thì hiện nay các bộ đã đang có các văn bản nghị định để trình chính phủ. Hiện nay thì văn phòng chính phủ theo cái cơ quan đang rà soát cùng với cơ quan chủ trì cuối cùng để rà soát chính thức để trình thủ tướng. Như vậy thì có thể nói là cái tiến độ theo 15 tháng 8 và cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra trong ngành thì chúng ta cũng bị chậm chút xíu, nhưng mà đến nay thì cơ bản các bộ đã trình lên văn phòng lên thủ tướng rồi. Thì văn phòng đang xin ý kiến của thành viên chính phủ, đây là một cái quy trình bắt buộc, cho nên cái này có thể do chậm cái như vậy. Như vậy thì còn 2.839 điều kiện có phương án cắt giảm thì đang trình chính phủ như đã báo cáo ở trên. Về thủ tục kiểm tra chuyên ngành ấy, thì tổng số có 9.926 thủ tục kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, thì các bộ dự kiến đơn giản một cắt bỏ 6.003 cái dòng hàng. Đến nay đã chính thức cắt giảm được 1.689 dòng hàng, đạt 34%. So với yêu cầu của chính phủ, tức là muốn so yêu cầu là cắt giảm yêu cầu phải 50% theo nghị quyết 01 của chính phủ. Nhìn chung ấy, thì tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và đã cải thiện hơn so với tháng trước, nhưng cái tỷ lệ này vẫn đạt thấp. Thì như vậy báo cáo chí thì cái thủ tục này là thuộc thẩm quyền của các bộ trưởng. Ở trên này sau khi mà có cái hoàn thiện cái thông tư của các bộ thì chắc chắn là cái thủ tục này trong cái dự kiến đây thì sẽ đạt được. Nhưng như vậy có báo chí là cái điều kiện kinh doanh và cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành của các thẩm quyền quản lý nước của các bộ liên quan hàng xuất khẩu thì cương quyết, với thái độ cương quyết, vì đây là vấn đề về dư địa tăng trưởng, cho đây là vấn đề tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Như vậy có thể nói là tạo điều kiện thuận lợi để tạo môi trường kinh doanh tốt hơn, minh bạch hơn, thuận lợi hơn. Như vậy có thể nói là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thì cũng báo cáo với các nhà báo thì trong cái buổi họp báo hôm nay thì chúng tôi cũng báo cáo rất tóm tắt rất nhanh thôi, để dành thời gian để các nhà báo sẽ hỏi các cơ quan các bộ. Xin cảm ơn các nhà báo.
Hello, tôi là Hoài Thu, phóng viên báo điện tử VnExpress ạ. Tôi có một số câu hỏi xin được gửi tới đại diện chính phủ và các bộ ngành. Hà Nội và các bộ ngành thì đang có dự kiến là đưa cái giải đua xe công thức 1 F1 về Việt Nam. Thì quan điểm của chính phủ về chủ trương ra sao khi mà Hà Nội dự định đưa cái giải đua này về Việt Nam? Chi phí để tổ chức cái giải đua này thì thường rất là tốn kém, thường là vài triệu đô la một năm. Thì đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thế nào về cái hiệu quả đem lại khi mà Việt Nam đưa cái giải này về? Liên quan đến vụ việc con cưng thì xin Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết về kết quả rà soát của Bộ Công Thương liên quan tới kết quả quá trình kiểm tra của quản lý thị trường tại con cưng như thế nào, nhất là những cái kiểm tra lại, cái rà soát lại cái quá trình của tổ 334. Kết quả kiểm tra ban đầu kết quả kiểm tra cuối cùng của Bộ Công Thương liên quan đến vụ việc con cưng thì cậu cho biết là con cưng không vi phạm lỗi bán hàng giả như nghi vấn ban đầu. Vậy thì khi mà doanh nghiệp đã bị thiệt hại một cái mức độ nào đó khi mà bị tổn hại thương hiệu thì trách nhiệm của quản lý thị trường qua vụ việc này ra sao? Tháng 5 thì liên quan đến về thanh tra về đất đai Thủ Thiêm thì tôi có câu hỏi gửi tới đại diện của thanh tra chính phủ. Cái thời hạn thanh tra của báo cáo về thanh tra đất đai Thủ Thiêm là trước ngày 15 tháng 7. Vậy thì xin hỏi thì hiện đã có kết luận thanh tra hay chưa và nội dung kết luận thanh tra ra sao? Một câu hỏi nữa liên quan tới việc xây dựng ga tàu điện ga ngầm C9 của cái tuyến đường sắt đô thị số 2 thì vừa rồi thì có ý kiến của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Nhi đồng thì cho rằng là việc xây cái nhà ga gần sát với Hồ Gươm nó sẽ phá vỡ cái cảnh quan môi trường ở đây. Thì quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề này như thế nào? Xin cảm ơn ạ. Tôi Thế Dũng ở báo Người Lao Động ạ. Xin hỏi ông Mai Thế Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vừa rồi thì cái vụ ở Hà Giang thì có thu hồi lại cái sổ đỏ cấp cho phòng văn hóa đối với cái nhà của ông Vương Chí Sinh, thì quan điểm của chính phủ về việc này như thế nào, và cái sổ đỏ này, cái quyền sở hữu cái nhà đất này sẽ giao cho ai, sẽ cấp cho ai và giao cho ai quản lý? Và xin cảm ơn. Tôi là Minh Diễn, phóng viên báo Nhà báo và Công luận. Tôi có câu hỏi dành cho đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an. Báo cáo đồng chí là vừa qua là báo Nhà báo Công luận đã phản ánh một cái loạt bài về cái việc lừa đảo ở trên chỗ Sơn La, tỉnh Sơn La. Thì trong vụ án này thì có nhiều ngoài cái đối tượng mà cầm đầu ấy đã bị bắt và có những cái thành phần có liên quan, thì trong đấy là có một số người là ở trong cơ quan của công an tỉnh Sơn La. Thì vậy trong quá trình điều tra vụ án thì theo hồ sơ thể hiện và theo những cái chứng cứ cung cấp thì có cái dấu hiệu tiêu cực trong quá trình điều tra. Vậy thưa đồng chí là cho tôi hỏi là nếu mà nhận thấy cái vụ án này có tiêu cực trong quá trình điều tra thì Bộ Công an có rút hồ sơ về điều tra lại hay không? Cảm ơn đồng chí. Tôi là Hoài Thu, phóng viên báo Giao thông. Tôi cũng có một câu hỏi dành cho lãnh đạo của Bộ Công an. Mới đây thì Thủ tướng đã có chỉ đạo giao Bộ Công an trực tiếp điều tra và giải quyết tố cáo của một số cổ đông công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội về vụ việc chiếm đoạt con dấu. Điều đáng nói đây là lần thứ 3 Thủ tướng có chỉ đạo về vụ việc này nhưng các đơn vị liên quan vẫn chưa có bất cứ hồi âm nào. Và đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cũng đã nhiều lần gửi văn bản chất vấn về việc này. Thì trong chỉ đạo mới đây nhất thì Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an trực tiếp điều tra và có hướng giải quyết, đồng thời là có văn bản trả lời chất vấn cho đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân trước ngày 15 tháng 8, báo cáo Thủ tướng trước mùng 1 tháng 9. Nhưng mà theo tôi được biết thì đến nay Bộ Công an chưa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Vậy thì xin hỏi lãnh đạo Bộ Công an có thể thông tin thêm về việc này và vì sao nhiều lần Thủ tướng đã chỉ đạo như vậy nhưng chưa được giải quyết? Và Bộ đã có báo cáo Thủ tướng về kết quả điều tra của việc này hay chưa? Xin cảm ơn. Tôi là Văn Kiên ở báo Tiền Phong ạ. Tôi có hai câu hỏi. Như Bộ trưởng Chủ nhiệm Phòng Chính phủ vừa có nói là có cái xem xét cái luật tổ chức chính phủ. Thì vừa rồi thì nghị quyết Trung ương 6 thì cũng có cải cách bộ máy rất là lớn. Trong đó cũng có đề cập đến câu chuyện tinh gọn bộ máy, sáp nhập các bộ ngành. Thì xin hỏi là trong cái phương án về cái xây dựng cái luật tổ chức chính phủ, mình có tính đến cái việc mà giảm cấp bộ không, sát nhập bộ ngành nào không, và có hai là cái tổng cục ở các bộ ngành hiện nay rất là lớn ấy, thì có giảm lại cái số lượng các tổng cục không ạ? Câu hỏi thứ hai là tôi báo Tiền Phong chúng tôi thì mấy hôm nay cũng có đăng mấy cái bài về cái câu chuyện mà sách giáo khoa lâu nay thì có một cái thực tế là sách giáo khoa cũ hầu như là không sử dụng được,
Và theo phản ánh của một số chuyên gia ấy thì là có cái vấn đề là các tiểu xảo là trong cái làm sách giáo khoa là bây giờ là yêu cầu học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa, dẫn đến là toàn bộ những cái gì mà đã làm trên sách giáo khoa đấy thì sẽ không thể tái sử dụng được nữa. Thế thì xin hỏi là Bộ Giáo dục nhìn nhận thế nào về việc này? Có yêu cầu các nhà xuất bản không được đưa các nội dung làm bài tập trên sách giáo khoa để có thể sách giáo khoa được tái sử dụng hay không ạ? Liên quan đến giải đua công thức 1 thì lẽ ra hôm nay là các bộ trả lời, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị, tôi nói luôn trước thế này. Có thể nói thì cái luật thể dục thể thao ấy, năm 2003 ấy, thì cái thẩm quyền, cái việc này là thẩm quyền của Thủ tướng. Thế nhưng mà cái luật mới sửa đổi bổ sung ấy, được ban hành Quốc hội thông qua rồi ấy, thì có hiệu lực từ 1/1/2019 thì là thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh thành phố. Có thể nói là trong cái luật thì được phép là chúng ta có cái việc là liên quan đến tổ chức những cái thể thao quốc tế. Thế thì câu thi đua về đua xe công thức 1 cũng là một nội dung ở trong cái được phép. Sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có cái ý kiến của Thành ủy thành phố, thì Thủ tướng cũng giao cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Kế đầu tư và các bộ cho ý kiến và xem xét đánh giá tác động, đặc biệt là dân cư ở nơi diễn ra cái đua xe F1. Đầu tiên ý, thì thành phố Hà Nội đưa cho phương án là nơi đua xe là vòng quanh cái bờ hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến đường gần đó. Thế nhưng mà sau khi tất cả các bộ đưa ra thì thấy rằng vấn đề và tính toán Hà Nội lại thì nó không vì nó đảm bảo các yêu cầu là nó không đạt được. Thế và nhà tổ chức thì người ta thấy cũng không đạt yêu cầu và chi phí lớn. Thế từ đó thì gần đây nhất là Hà Nội có báo cáo một cái phương án là tổ chức như vậy, nhưng mà cái điểm đua là khu Mỹ Đình, là khu trung tâm thể thao Mỹ Đình. Như vậy là có thể nói là gọn trong cái khu đó thì nó đã có cái hạ tầng đồng bộ và nó có đảm bảo vấn đề liên quan đến đầu tư các tuyến đường là có sẵn rồi, chúng ta chỉ làm mặt thôi. Và trên tinh thần là chúng ta sẽ xã hội hóa toàn bộ, không dùng ngân sách nhà nước. Đấy là ví dụ là chúng ta có những cái giải phân cách để mà giữa cái tuyến đường đua với cái dân cư xung quanh là chúng ta xã hội hóa hết. Đúng không? Ví dụ như là chúng ta sẽ các doanh nghiệp bỏ ra thuê ra, sau đó thì sẽ phương án là sẽ thu phí như nào đó để chúng ta sẽ hoàn trả lại cái việc đấy. Thì của báo chí thì như vậy là đây là một cái công thức có thể nói là một cái thể thao quốc tế rất là mới mà rất nhiều người chúng ta có thể nói là quan tâm vì các nước tổ chức rất là tốt. Thì khi mà Ủy ban thành phố Hà Nội là có xin ý kiến của người dân, ngay cả khu vực toàn bộ tất cả dân của khu vực mà có tuyến đường dị quyến đi qua, có nơi tổ chức sự kiện đi qua, thì đồng tình cao với cái việc là Hà Nội nên tổ chức những sự kiện quốc tế như vậy để đón khách quốc tế và để tạo ra những hình ảnh giới thiệu do cái đất nước của người Việt Nam, trong đó Hà Nội. Cho nên là cái việc tổ chức này là thấy rằng cái việc Hà Nội đề xuất như thế là cũng rất là đây là vấn đề mới và rất phù hợp với cái yêu cầu của người dân. Thì chúng ta cũng nếu như mà đảm bảo tốt được cái yêu cầu an toàn tuyệt đối tất cả vấn đề trong quá trình đó. Hai nữa là Thủ tướng yêu cầu nếu tổ chức được ấy, là chúng ta phải dứt khoát là xã hội hóa 100%, không có dùng ngân sách nước. Đây vấn đề yêu cầu của Thủ tướng đưa ra thì có thể nói là Hà Nội, Ủy ban Hà Nội và Thành ủy thành phố Hà Nội là cũng đều có những cái tính toán như vậy. Thế và các bộ ngành là đều ủng hộ phương án nội để tạo một cái nét mới cho Hà Nội, thì cũng thông báo ban đầu tiên như vậy. Thế còn trong quá trình đàm phán với các nhà tổ chức sự kiện
thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp. Thì hiện nay mới là chúng ta mới đang mới những cái chủ trương ban đầu để cho đồng ý cho Hà Nội để tiếp cận với các nhà tổ chức sự kiện. Sau đó thì vấn đề ký kết hợp đồng, vấn đề cam kết tất cả các câu chuyện liên quan đến tổ chức như nào, phí như nào, thu như nào, quảng cáo như nào. Mà cái thu quảng cáo thì rất lớn, mà chính cái thu này là bù đắp cho vấn đề về trả chi phí cho nhà tổ chức. Thì đây những điều kiện thì trước hết thì cũng thông tin một số ban đầu cho nhà báo. Tôi xin được trao đổi cái nội dung mà phóng viên Hoài Thu ở VN Express cũng vừa mới đề cập. Thì về cái vụ con cưng thì vừa qua thì báo chí và dư luận cũng đã hết sức quan tâm. Thì tôi chỉ nói hết sức là vắn tắt, thì là đây là trước hết là qua cái khiếu nại của người tiêu dùng cũng như là phản ánh của báo chí về cái nhãn mác và xuất xứ sản phẩm của cái công ty cổ phần con cưng. Thì Cục Quản lý Thị trường của Bộ Công Thương thì cũng đã thành lập cái đoàn kiểm tra sơ bộ về cái việc chấp hành pháp luật trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thương mại cũng như là cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của công ty cổ phần con cưng. Và theo cái đoàn này là trong cái thời gian từ ngày 30 tháng 7 cho đến ngày 10 tháng 8 2018. Thì sau khi tiến hành về kiểm tra sơ bộ thì đoàn cũng đã có cái báo cáo rất là cụ thể. Thì là căn cứ vào cái kết quả kiểm tra mà trên các cái cửa hàng và chuỗi các cái cửa hàng về sản phẩm hàng hóa và các cái hoạt động liên quan đến cái việc bảo vệ quyền lợi và người tiêu dùng của công ty con cưng, thì đoàn kiểm tra cũng đánh giá là về cơ bản thì là công ty cổ phần con cưng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cả về chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Và đoàn kiểm tra thì cũng đánh giá là nhận thấy hồ sơ nhập khẩu của công ty hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên là công ty cổ phần con cưng thì cũng đã có một số những hành vi là chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể đó là có cái sự vi phạm về nhãn mác hàng hóa, rồi là vi phạm về các cái hoạt động khuyến mại và vi phạm về các quy định về thương mại điện tử. Thì Bộ Công Thương thì cũng đã có các cái chỉ đạo là Cục Quản lý Thị trường xử lý theo đúng các cái quy định hiện hành. Và đối với công ty cổ phần con cưng thì Bộ Công Thương cũng yêu cầu công ty là có cái biện pháp xử lý khắc phục các vi phạm đã được phát hiện và tiếp tục rà soát việc chấp hành pháp luật trong các cái hoạt động kinh doanh của công ty. Và sau đó thì có trách nhiệm là báo cáo Bộ Công Thương cũng như là các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Và với các cái sản phẩm có vi phạm về nhãn mác thì Bộ Công Thương cũng yêu cầu công ty khắc phục các cái vi phạm này trước khi đưa vào lưu thông. Thì về quan điểm của Bộ Công Thương ấy, thì chúng tôi thấy rằng là theo đúng các cái nhiệm vụ thẩm quyền được giao thì việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là công việc hết sức quan trọng. Và đây cũng là một cái việc phải thực hiện được thường xuyên và trên địa bàn của cả nước với tất cả các loại hình doanh nghiệp, với tất cả các loại hàng hóa, sản phẩm kể cả dịch vụ có liên quan. Tuy nhiên là cái việc kiểm tra đó thì cần phải đảm bảo được cái tính nghiêm minh của pháp luật quy định và theo đúng quy định, quy trình. Và quan trọng nhất đó là không được gây phiền nhiễu, không được làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính và phải thực hiện theo đúng pháp luật và phải bảo vệ được cái lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Và chính vì vậy là sau khi mà có cái kết luận mà liên quan đến công ty cổ phần của con cưng thì Bộ Công Thương là ngày 17 tháng 8 năm 2018 vừa qua thì cũng đã ban hành quyết định 2936 về việc thành lập cái tổ rà soát đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với công ty cổ phần con cưng của Cục Quản lý Thị trường và đánh giá đối với hành vi của từng cán bộ có liên quan ở trong cái tổ công tác mà trước đó ở cái đoàn kiểm tra. Và chúng tôi cũng rà soát, yêu cầu rà soát lại cái việc là cái đánh giá hoạt động của tổ công tác và triển khai theo quyết định số 334 ngày 28 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đây là cái tổ công tác được thành lập để kiểm tra trên địa bàn toàn quốc các cái hành động
các hành vi mà có thể gây ra những cái vi phạm vào quyền lợi của người tiêu dùng cũng như là vi phạm các quy định hiện hành. Thì theo cái kế hoạch thì đến hết cái tháng 8 năm 2018 này, từ hôm nay là ngày 30 rồi, như vậy là ngày mai là ngày 31, thì cũng sẽ có cái kết luận chính thức và chúng tôi sẽ làm hết sức là chi tiết, cẩn thận và cũng sẽ có đánh giá chính thức về các cái việc vi phạm nếu có của các cái thành viên của cái đoàn kiểm tra, và chúng tôi cũng sẽ thông báo một cách chính thức, rộng rãi đến các cơ quan báo chí truyền thông cũng như là công ty con cưng và đặc biệt đó là đông đảo các cái người tiêu dùng trên cả nước. Xin cảm ơn. Kính thưa đồng chí chủ trì buổi họp báo, thưa toàn thể các phóng viên, liên quan đến câu hỏi phóng viên VN Express có nêu về cái cuộc thanh tra về đất đai tại khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng thông báo đến nhà báo rằng là gì, cuộc thanh tra chúng tôi đã kết thúc, thanh tra chính phủ đã kết thúc vào như vậy là vào 11 tháng 7 năm 2018. Và trên cơ sở chúng tôi có lấy ý kiến tham gia của các bộ ngành chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và đến nay thì kết luận của cuộc thanh tra chúng tôi đã có báo cáo. Và chúng tôi sẽ đang tiến hành các thủ tục để trong nửa tháng đầu của tháng 9 sẽ công khai đến báo chí thông tin đầy đủ của cuộc thanh tra đó theo quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn. Thôi, thì cảm ơn anh Lam. Các báo chờ đợi làm theo quy trình thôi. Bây giờ mời chỗ Bộ Giao thông Vận tải ạ, về cái ga ngầm C9 ở mới anh Đông. Vâng, xin cảm ơn chủ tọa, cảm ơn nhà báo. Về tuyến đường sắt đô thị số 2 từ Nam Thăng Long đến Trần Hưng Đạo, đây là cái dự án trọng điểm quốc gia mà do Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư. Với cái vị trí ga số 9 trên cái tuyến thì theo cái lập dự án của Hà Nội, và chúng tôi thì cũng là được cơ quan cũng như các bộ ngành khác được tham vấn lấy ý kiến chuyên ngành, thì theo chúng tôi thì đây là cái việc làm hết sức thận trọng của Hà Nội với cái phương án tuyến ga, và có cái tuyến và cái ga số 9 và các ga khác đều được lựa chọn đánh giá về chuyên môn. Vì lựa chọn một cái ga nó có những tiêu chí của nó về thu hút hành khách, về thuận lợi cho vận tải, hiệu quả của dự án v.v. và cũng tính toán rồi tham vấn các ý kiến các bộ ngành, cơ quan và chính quyền, và chuyên gia và nhà khoa học, và cũng đã công khai để lấy ý kiến của cả người dân. Tôi cho là cũng rất là thận trọng. Tuy nhiên thì cũng có một cái phần ga của C9 thì nằm trong cái khu vực bảo vệ 2 của di tích Hoàn Kiếm, và theo chức năng thì là Bộ Văn hóa Thể thao sẽ phải có những ý kiến về cái việc quản lý các di tích. Và việc giải quyết cái phần này chúng tôi cho rằng là phải trên cơ sở đánh giá tác động, kể cả tác động môi trường, tác động về di tích, về quản lý di tích. Và với cái trách nhiệm thì tôi cho là đây là của Hà Nội sẽ phải tiếp tục làm cái này và sẽ có cái báo cáo cấp thẩm quyền quyết định theo đúng cái quy định để đảm bảo cho cái ga đặt đúng cái công năng cho cái vận tải, nhưng đảm bảo bảo tồn và trong cái quy định của pháp luật cho phép. Xin trả lời ngắn như vậy. Trước hết hôm nay thì chính phủ cũng dành thời gian thảo luận hai cái dự án luật, luật tổ chức chính phủ, luật chính quyền địa phương. Thì cái việc này lẽ ra là Bộ Nội vụ của anh Thừa Thứ trưởng ở đây thì anh Thăng trả lời, nhưng mà tôi nói này thì cái việc mà rà soát bổ sung để sửa đổi là cái việc mà thể chế được quan tâm đầu tiên của chính phủ. Thế thì các bạn có đặt vấn đề là vậy thì khi mà nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa 12 thì với tinh thần là sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh gọn, hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị, thì đây là một việc mà có thể nói là chính phủ đã ban hành nghị quyết số 10 để cụ thể hóa vào chương trình động của Trung ương Đảng. Từ đó thì trong cái lộ trình ấy thì giao cho Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì để xem xét rà soát lại những cái thể chế, với sự tham gia rất tích cực của Bộ Tư pháp thẩm định và các cơ quan khác,
Thì với cái mô hình mà các bạn đặt vấn đề là có đặt vấn đề các sắp xếp các cơ quan ở trong cái luật tổ chức chính phủ không ấy, thì cũng thể nói là trên cơ sở những cái luật này thì sau này cái nghị định cụ thể quy định các cơ quan của chuyên môn cấp tỉnh thì với cụ thể hóa, ví dụ như là tinh thần chỉ đạo của nghị quyết 18 ấy, là có thể xem xét thí điểm những nơi có điều kiện hợp nhất, ví dụ là có thể xem xét hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng. Đấy. Có thể xem xét thí điểm việc hợp nhất của cơ quan kiểm tra đảng và cơ quan thanh tra nhà nước. Đấy, đơn vị rồi. Vậy thì đây trong quá trình này thì hiện nay thì các cơ quan chức năng và Bộ Nội vụ cũng đang tiến hành xem xét để mà nghiên cứu cụ thể. Sau đó thì sẽ tổ chức mang tính thí điểm. Không làm nóng vội, nhưng mà những cái gì mà cảm thấy mà thực hiện được ngay là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là làm ngay. Những cái gì mà luật pháp trong thực tiễn tổ chức ý, thì làm việc ý, thực hiện ý, thì chúng ta đang vướng về luật pháp hoặc đang vướng về các văn bản điều chỉnh chưa hợp lý, hoặc trong quá trình thực tiễn đòi hỏi cuộc sống nhưng mà chúng ta chưa có những văn bản điều chỉnh, thì tinh thần của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng là cho thí điểm. Đây là một cái việc mà rất là cần có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và với sự quyết tâm rất cao và quyết liệt để thực hiện vấn đề sắp xếp và tinh giản bộ máy. Bộ Công an cũng là bộ tiên phong gương mẫu đi đầu sau khi có nghị quyết 22 Bộ Chính trị. Chúng ta biết ý, là chúng ta có Bộ Công an có 6 tổng cục, hiện nay không còn 6 tổng cục. Bộ Công an có 125 cục, đúng không? Hiện nay còn 58, còn 58 cục, đúng không? Sát nhập 20 sở phòng cháy chữa cháy về công an tỉnh. Tinh giảm được hơn 1.000 phòng thuộc các cục, các đơn vị thuộc Bộ Công an. Đấy, nó đến một cái công nhận. Vậy thì trong đặt vấn đề là có đặt vấn đề sát nhập bộ không, thì tinh thần của nghị quyết Trung ương ấy là không đặt vấn đề xem xét trong cái dịp này, đúng không? Đây là một vấn đề lớn, chúng ta không đặt vấn đề đây thì không có lớn. Thế còn cụ thể hóa sau khi thực hiện cụ thể hóa của cái kế hoạch tổ chức thực hiện và cụ thể hóa của nghị quyết 18 của Trung ương, nghị quyết số 10 của Chính phủ, thì sau này cụ thể hóa vấn đề sát nhập thế nào, về lộ trình thế này và các tỉnh đăng ký làm thế nào, trên cơ sở có điều kiện thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ cụ thể hóa và sát nhập. Ngay cả vấn đề đổi dấu thế nào, tên thế nào, tên thống nhất toàn quốc thế nào. Đấy. Rồi chức năng nhiệm vụ thế nào. Ví dụ là khi một cơ quan ủy ban kiểm tra đảng sát nhập hợp nhất với một cơ quan kiểm tra của thanh tra nhà nước, thì thống nhất là chúng ta phải hình dung ý, là một thủ trưởng, một dấu. Khi mà giải quyết công việc liên quan đến kiểm tra đảng là với danh nghĩa là áp dụng theo cái quy định của điều lệ đảng. Đúng không? Khi mà xử lý vấn đề liên quan đến thanh tra là áp dụng một luật thanh tra. Đấy, tôi nói ví dụ câu chuyện như thế thì quá trình làm thì hiện nay thì cũng chưa đi vào vấn đề cụ thể, đang tất cả cái công tác chuẩn bị để báo cáo với Trung ương. Liên quan đến cái ông Vương Duy Bảo ấy, là cháu nội của vua mèo Vương Chí Sình, sau khi mà có cái thư gửi Thủ tướng, thế và gửi các ông chí lãnh đạo, và từ trước đây thì đã có gửi cho đồng chí Bộ Văn hóa Thể thao Lịch, đồng chí Bộ trưởng lúc đó là đồng chí Phạm Quang Nghị, rồi các đồng chí lãnh đạo đảng nước, thì vừa được gần đây thì ngày 16 tháng 8 2018 thì Thủ tướng Chính phủ đã chính thức là yêu cầu Ủy ban tỉnh Bắc Giang rà soát lại giải quyết việc này. Thì tinh thần chúng ta biết ý, thì vấn đề mà lập các hồ sơ di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt ý, là chúng ta nói là cái mục tiêu của nó đó là trên cơ sở đánh giá cái giá trị văn hóa lịch sử của kiến trúc nghệ thuật, nhằm xây dựng những cái phương án bảo vệ và bảo tồn cái phát huy giá trị độc đáo của cái di tích đó. Đúng không? Đó, đấy là cái mục tiêu của chúng ta. Như vậy như vậy thì vấn đề quyết định xếp hạng di tích không nhằm vấn đề mục đích để xác lập hay chuyển quyền sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng tài sản và quyền sử dụng đất của di tích.
Đấy, chúng ta phải khẳng định vấn đề như vậy, mà là cơ sở để xác lập thực hiện gìn giữ bảo tồn thôi. Cho nên vấn đề sau khi mà có cái chỉ đạo của Thủ tướng ấy, thì yêu cầu tỉnh Bắc Giang là 31 tháng 8 sẽ báo cáo. À, Hà Giang ấy, là 31 tháng 8 thì sẽ báo cáo Thủ tướng. Như hiện nay thì Văn phòng Chính phủ cũng chưa nhận được cái báo cáo của tỉnh Bắc Giang. Nhưng mà tinh thần ấy, là Ủy ban tỉnh Bắc Giang đã rất nghiêm túc và rà soát cái này. Và theo cái hướng ấy, là sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường của Hà Giang là thu hồi lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cho Phòng Văn hóa Thể thao của huyện, đúng không? Của huyện đấy. Huyện Đồng Văn Hà Giang. Xà Phìn cái gì đấy, xã được Xà Phìn Đồng đấy, nó cái câu chuyện đấy. Thì như vậy thì có thể nói là sau khi mà nhận được cái thư của cháu nội ông Vua Mèo thì Thủ tướng đã chuyển thư yêu cầu xử lý như vậy, và văn phòng cũng đang theo dõi cái việc này, thì cũng thông qua báo chí là như vậy. Thì cái việc nó rất là rõ ràng và ngã ngũ thôi, chứ không một cái di tích lịch sử quốc gia như vậy thì chúng ta phải tôn trọng và giữ gìn và bảo vệ cái di tích đó. Đây là một vấn đề có thể nói là một cái di tích rất đặc biệt, một cái kiến trúc rất độc đáo, thì chúng ta phải giữ gìn thôi. Thì tinh thần như vậy, chứ không đặt vấn đề là các cơ quan nhà nước là trưng dụng trưng thu tất cả, không đặt vấn đề. Đây là khẳng định là không đặt vấn đề trưng thu tài sản của các công trình quốc gia đó. Thì như vậy. Thế còn trong quá trình thực tiễn ý, thì chúng ta đang xem xét báo cáo liên quan đến trước đây có đầu tư, trước đây có bỏ tiền ra, và rồi vấn đề nhà nước cấp kinh phí để tu bổ rồi là các, thì cái này thì Văn phòng Chính phủ cũng chưa, và Thủ tướng cũng chưa nhận được cái báo cáo của Hà Giang. Thì sau này có báo cáo cụ thể thì chúng tôi sẽ thông báo cơ quan báo chí. Rất là cảm ơn các ông chí báo chí rất là quan tâm đến các cái công tác của ngành công an. Về hai cái việc mà các ông chí hỏi thì tôi xin trả lời như thế này. Trước hết là cái vụ liên quan đến cái vụ án liên quan đến thi cử ở Sơn La, chúng tôi đã khởi tố 6 bị can. Chúng tôi đang theo cái thẩm quyền thì những cái vụ án này thì do cơ quan điều tra của địa phương, và chúng tôi đã chỉ đạo rất là nghiêm túc. Cách đây 3 ngày thì tôi đã trực tiếp nghe cơ quan điều tra của công an Sơn La báo cáo về kết quả điều tra. Và chúng tôi chỉ đạo với tinh thần hết sức nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an. Những ai mà liên quan và vi phạm pháp luật thì chúng tôi đều xử lý hết sức là nghiêm túc. Thế còn hiện nay thì cơ quan điều tra của Sơn La đang làm hết sức đúng theo quy trình pháp luật. Quá trình làm có vấn đề gì mà thấy cần thiết thì cơ quan an ninh điều tra của Bộ sẽ rút về Bộ làm. Những thời điểm hiện nay thì chúng tôi thấy là cơ quan an ninh điều tra của công an Sơn La đang làm đúng theo thẩm quyền. Kết quả thế nào tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí. Vụ thứ hai là liên quan đến thu con dấu của công ty Hữu Nghị, thì báo cáo với các bạn báo chí là cái vụ này thì cũng xảy ra khá lâu, từ 2005. Sau khi có cái khởi tố cơ quan cảnh sát điều tra của công an Hà Nội thì đến 2016 thì công an Hà Nội đã trả lại cái con dấu cho cái bà Nguyễn Thị Bích Lan, chủ tịch mới hội đồng quản trị công ty. Nhưng sau đó thì bà Mai Thị Khánh đã viết đơn gửi đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân khiếu nại về việc khởi tố vụ chiếm đoạt con dấu trái pháp luật và yêu cầu đình chỉ điều tra vụ án. Thì trên cơ sở cái đề xuất này thì ngày 29 tháng 12 2017 thì cơ quan cảnh sát điều tra của công an Hà Nội đã khởi tố lại vụ án, và cơ quan chỉ đạo của Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan điều tra của Hà Nội làm hết sức nghiêm túc, và chúng tôi sẽ sớm có kết quả báo cáo với Thủ tướng và sẽ thông báo với đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân. Chắc chắn là kết quả sẽ có sớm và chúng tôi sẽ thông báo với các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Kính thưa các ông chí chủ trì hội nghị, kính thưa các nhà báo, đặc biệt là ý kiến của báo Tiền Phong liên quan đến sách giáo khoa cũ, thì có thể nói là thưa toàn thể các ông chí là thực hiện nghị quyết 40 Quốc hội về việc thực hiện chương trình phổ thông mới, phổ thông của từ năm 2000 đến nay, thì sách giáo khoa cũ là vẫn triển khai và thực hiện từ năm 2000 đến nay đã được 17 năm. Thế và tinh thần là sách giáo khoa cũ là ổn định, và có chăng là chỉ có điều chỉnh một chút, và hàng năm thì có gọi là có tái bản bổ sung thêm một số những cái sách. Cho nên là chương trình hiện nay thì sách giáo khoa cũ vẫn còn hiệu lực, vẫn còn sử dụng, khi mà chương trình mới thực hiện theo nghị quyết 88 chưa chính thức được ban hành. Và hiện nay thực hiện nghị quyết 88 của Quốc hội thì cho phép là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, và theo lộ trình thì cho bắt đầu thực hiện từ năm 2019 hoặc là năm 2020 thì có thể triển khai từ lớp 1. Và khi có chương trình giáo khoa mới
thì lúc đó cái chương trình sách giáo khoa cũ sẽ không còn hiệu lực nữa. Thì cái câu hỏi của nhà báo là sách giáo khoa cũ còn hiệu lực không? Thì phải khẳng định là vừa rồi tôi có lên Lai Châu thì vẫn còn đầy đủ tất cả các sách giáo khoa cũ và vẫn cứ luân truyền để cho các thế hệ sau sử dụng. Cho nên là tinh thần đầu tiên thì là như vậy. Thứ hai là liên quan đến các sách mà sách bài tập tham khảo mà có viết trực tiếp cái lời giải ở trong sách, thì thưa các nhà báo là đấy là sách tham khảo. Còn sách giáo khoa thì là một sách riêng và đảm bảo là có sự luân chuyển lâu dài. Còn sách tham khảo là tùy theo từng điều kiện một mà các gia đình và các nhà trường có thể lựa chọn. Tuy nhiên thì về phía Bộ Giáo dục Tạo đã ra các văn bản, cụ thể là văn bản 2572, 2372 ban hành vào ngày 11 tháng 4 năm 2013 về việc sử dụng tài liệu tham khảo. Và vừa qua năm 2014 thì ban hành thông tư 17-121 về việc quy định về quản lý và sử dụng sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các giáo dục thường xuyên. Thì có thể nói thông qua cái việc này thì cái quyền quyết định để lựa chọn sách tham khảo này là thủ trưởng, hiệu trưởng các nhà trường sẽ có quyết định là sử dụng cái cuốn sách nào để nó phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Cho nên là tinh thần thì có thể nói là Bộ cũng chỉ đạo yêu cầu là các sách tham khảo mà viết trực tiếp vào trong bài là không khuyến khích. Thì tinh thần là như vậy. Xin trân trọng cảm ơn các nhà báo và cảm ơn các ông chị. Cảm ơn. Tôi đến từ báo Tuổi Trẻ. Tôi xin có một câu hỏi, đó là theo một cái báo cáo gần đây của Bộ Kế hoạch Đầu tư ấy, thì là 50 dự án đường sắt đô thị ấy, thì nó đội vốn 132.000 tỷ. Vậy tôi muốn hỏi là cái vấn đề mà xử lý cái tình trạng đội vốn ở trong thời gian tới như thế nào? Hai nữa là chính phủ có tiếp tục đứng ra để vay tiền để phân bổ cho địa phương tiếp tục thực hiện dự án, hay là sẽ giao cho các địa phương tự vay vốn để thực hiện các dự án này tiếp ạ? Xin hết ạ. Em xin hỏi một câu là xin Bộ trưởng thông tin rõ hơn về lý do làm sao chúng ta phải khống chế cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng không vượt quá 17% trong năm nay, bởi vì thường nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp rất nhiều, thông tin rõ để doanh nghiệp không hoang mang ạ. Câu hỏi thứ hai là vừa rồi thì Thủ tướng cũng chỉ đạo về vụ nhập khẩu phế liệu, thì VTV24 cũng làm rất là nhiều loạt bài và phát hiện ra là có cái tình trạng có nhiều nghi vấn trong việc là giám định cái chứng thư được cấp phép nhập khẩu phế liệu và cả giấy cấp phép nhập khẩu phế liệu cho các doanh nghiệp. Thì bọn em cũng đã liên hệ với cả Bộ Tài nguyên Môi trường nhiều lần nhưng mà không được trả lời. Thì em cũng muốn nhân cuộc họp báo ngày hôm nay là cũng muốn là chính phủ thông báo là hiện nay qua cái kết quả thanh tra của Bộ Tài nguyên Môi trường thì có phát hiện tình trạng gian lận trong việc cấp phép nhập khẩu cho các cái doanh nghiệp hay không, và cấp phép cho các cái lô hàng nhập khẩu thì có cái sai phạm nào không ạ? Em cảm ơn. Em là Hiếu Công ở báo tri thức trực tuyến zing.vn ạ. Có câu hỏi cho giáo dục ạ. Năm học mới thì sắp bắt đầu, những sai phạm thi cử ở Hòa Bình và Sơn La thì vẫn chưa có kết luận. Xin hỏi Bộ Giáo dục là bao giờ kết luận sai phạm ở những tỉnh trên, và sau khi khai giảng thì những sinh viên trúng tuyển bị phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Câu hỏi thứ hai dành cho Bộ Tài chính ạ. Vừa qua thì tổ công tác của Thủ tướng thì có chuyển tới Bộ Tài chính xem xét 20 vụ việc tiêu cực, phần lớn là liên quan đến cán bộ hải quan nhận tiền bồi dưỡng ạ. Vụ việc được xem xét xử lý như thế nào? Em xin cảm ơn. Báo cáo với nhà báo là về chỗ cái đội vốn. Ở đây hiểu tức là so với cái quyết định phê duyệt ban đầu thì trong cái quá trình thì điều chỉnh tăng. Điều chỉnh tăng thì có nhiều nguyên nhân. Có thể là do điều chỉnh quy mô, do giá, phải không ạ, vân vân. Thì trong mỗi cái dự án như thế thì về cái nguồn vốn theo quy định của luật đầu tư công là bao giờ cũng phải xác định rõ nguồn vốn. Đấy. Phần nào thì nguồn của ngân sách trung ương, phần nào thì nguồn của ngân sách địa phương. Cho nên không phải mọi cái dự án tăng vốn thì đều chính phủ vay tiền về cho địa phương triển khai. Thì đấy là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là khi đi vay tiền ODA về thì như các ông chí biết, tức là bao giờ cũng phải liên quan đến cái trần nợ công, cân đối xem xét đối với cái từng dự án, từ dự án quan trọng quốc gia cũng như dự án của các địa phương thì đều phải nằm trong cái trần của cái nợ công mà Quốc hội cho phép. Chứ không phải mọi cái dự án là đều được. Đấy thì báo cáo với các ông chí thế. Kính thưa ông chí chủ trì họp báo và thưa toàn thể các ông chí, theo báo theo VTV 24 thì có đặt ra vấn đề là cái chỉ số tín dụng 17% của năm 2018 thì
có phải là thấp không theo ý như thế, tức là mà đặc biệt là cái nhu cầu vốn cho nền kinh tế những cái tháng cuối năm là rất là cao. Thì trước hết thì tôi nói là về cái chỉ số tín dụng, thì về đây là một cái chỉ số điều hành vĩ mô để thực hiện cái mục tiêu chính sách tiền tệ. Có thể nói mà cái điều hành để có được cái chỉ số tín dụng hợp lý đối với nền kinh tế là một yêu cầu rất là cao. Nó phải thực hiện đồng thời, thứ nhất là phải tạo điều kiện để hỗ trợ vốn cho nền kinh tế, và thứ hai nữa nó phải để thực hiện được cái mục tiêu kiểm soát lạm phát. Thế và đến thời điểm hiện nay thì cũng đã hết 8 tháng và cái tăng trưởng nền kinh tế của chúng ta nhìn chung là cũng đang rất là khả quan. Cái thứ hai nữa là kiểm soát lạm phát thì mặc dù chúng ta vẫn kiểm soát dưới 4%, tuy nhiên thì đây vẫn là một cái điều đặt ra cái sự cảnh giác đối với cái việc kiểm soát lạm phát từ nay đến cuối năm. Chính vì thế cho nên cái điều hành cái chỉ số tăng trưởng tín dụng đặt ra ngay từ đầu năm là 17%, trong khoảng 17% thì cũng có thể là thấp hơn và cũng có thể cao hơn tùy theo cái yêu cầu thực tế của nền kinh tế. Chính vì thế nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì cái tăng trưởng tín dụng của chúng tôi cũng đã cũng mới hiện nay là đạt 8,5%, tức là đến 30 tháng 8. Tức là đến hôm nay là 8,5 và như vậy cũng mới được 50% trong cái chỉ tiêu 17% này. Như vậy cái 10 còn lại 8,5% nữa dành cho 4 tháng cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ, và với cái tính toán hiện nay thì thấy rằng cái việc sử dụng cái 17% là có thể là một chỉ tiêu phù hợp để có thể đạt được vừa cái tăng trưởng cũng như đảm bảo được cái chỉ số kiểm soát lạm phát. Thế còn cái nhu cầu vốn cho nền kinh tế kể cả hiện nay cũng như là tiếp theo, đặc biệt đối với những lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực cần ưu tiên ưu đãi thì có thể nói là cũng đã có kế hoạch, và các ngân hàng thương mại thì vẫn luôn đảm bảo cái thanh khoản cho những cái ưu tiên này. Thì xin được báo cáo thêm cuộc họp báo. Vâng, cảm ơn anh Tú. Có lẽ bên mời bên chỗ Bộ Giáo dục Đào tạo, anh nói về cái giải pháp. Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị, thưa nhà báo Hữu Công, về câu hỏi sai phạm của về thi thì Bộ Công an hiện nay đang khởi tố và đang tiến hành điều tra, và hiện nay thì cũng chưa kết luận cuối cùng. Về phía Bộ Giáo dục Tạo thì cũng đang cùng với cả Bộ Công an để cố gắng là sớm có thể gói lại được việc và có thể khởi tố, gọi là xử lý đúng theo quy định và có kết luận cuối cùng. Và khi có kết luận cuối cùng về cái việc này thì sẽ xác định rõ tên cụ thể của những thí sinh mà bị sai phạm. Và từ đó thì theo quy chế, nếu đến mức độ là hủy kết quả thi thì lúc đó chúng ta thì Bộ sẽ yêu cầu là hủy, và cũng yêu cầu các trường đại học trên cơ sở căn cứ đó mà tiến hành là thôi không tiếp nhận các em vào học theo đúng quy định. Thì có thể nói là hiện nay cũng đang chờ kết luận cuối cùng cơ quan điều tra. Xin cảm ơn nhà báo. Cảm ơn anh Độ. Cảm ơn bên 10 Thị Minh trả lời về cái vụ tiêu cực hải quan. Vâng, Bộ Tài chính xin được trả lời câu hỏi của báo Dinh.vn. Câu hỏi có nêu là về cái việc là Bộ Tài chính đã xử lý như thế nào về các cái vụ việc tiêu cực mà theo cái văn bản mà Văn phòng Chính phủ đã chuyển xuống cho Bộ Tài chính xem xét để trả lời. Thì Bộ Tài chính xin nêu cụ thể thế này. 20 vụ ở đây thì không phải là 20 cái vụ việc tiêu cực mà 20 vấn đề. Và 20 vấn đề này ấy, thì trong đó là có những cái vấn đề kiến nghị về chính sách, có những cái vấn đề thì kiến nghị về những cái vướng mắc của doanh nghiệp đang được gửi đến cơ quan hải quan để được xem xét. Và trong đó thì cũng có một số vấn đề phản ánh về thái độ của cán bộ hải quan. Và một số những cái hiện tượng, một số vấn đề thì nêu về hiện tượng của cán bộ, thì Bộ Tài chính đã có cái chỉ đạo Tổng cục Hải quan là rà soát 20 cái vấn đề này. Những cái vấn đề kiến nghị về chính sách thì ghi nhận trong cái quá trình nghiên cứu để bổ sung sửa đổi chính sách. Những cái vấn đề mà có kiến nghị về những cái vụ, về những cái vấn đề đang còn được gửi đến thì cũng phải khẩn trương để giải quyết theo quy định. Và những cái vấn đề mà về thái độ của cán bộ thì phải là chấn chỉnh để khắc phục, để làm sao là cái thái độ phục vụ đối với cán bộ là phải với cái tinh thần là phục vụ người nộp thuế
người khai hải quan phục vụ các doanh nghiệp với cái tinh thần là phục vụ là cao nhất. Thế thì chúng tôi cũng trong cái quá trình thực hiện ấy, thì đối với ngành hải quan thì Bộ Tài chính đã chỉ đạo là thực hiện, thứ nhất là hoàn thiện cái cơ chế chính sách cũng như là liên tục thực hiện cái cải cách và hiện đại hóa ngành hải quan, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành hải quan, đưa cái công nghệ thông tin vào ứng dụng để giảm cái tiếp xúc giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan. Thứ hai nữa là giảm được cái thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và giảm chi phí cho doanh nghiệp, mà như đồng chí chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng nêu ngay tại thời gian đầu của cuộc họp báo. Và cái biện pháp thứ hai đó là cơ quan hải quan cũng thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, tức là có vướng mắc khó khăn để mà kịp thời tháo gỡ, ghi nhận và giải quyết. Và khi mà chúng tôi nhận được cái văn bản này, chúng tôi cũng đã tổ chức, bộ đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan tổ chức cái cuộc đối thoại, mời các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam để tổ chức đối thoại và phản ánh những cái thái độ hay là những cái tiêu cực hay những nhiễu, cũng như tất cả những vấn đề liên quan đến hải quan, để chúng tôi cũng ghi nhận để xem xét hết sức là cầu thị. Và cái giải pháp thứ ba đó là chúng tôi đã chỉ đạo hải quan, là cơ quan hải quan cũng như cơ quan thuế, là có cái đường dây nóng để có phản ánh kịp thời để xử lý. Rồi cái thứ tư đó là chỉ đạo tăng cường cái kỷ cương kỷ luật trong ngành và tăng cường cái thanh tra kiểm tra nội bộ, và trong trường hợp mà phát hiện ra vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh các cái sai phạm này. Và phải nói là trong cái quá trình vừa qua thì những cái cải cách hiện đại hóa của ngành hải quan cũng đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Và tuy nhiên thì vẫn còn nơi này nơi khác có những cái thái độ, hoặc cũng có thể còn có những cái vụ việc còn nhũng nhiễu, thì chúng tôi cũng xin ghi nhận và lắng nghe để mà tiếp tục là củng cố, tiếp tục là làm sao có những cái giải pháp mạnh mẽ để ngày càng cái phục vụ tốt hơn nữa, và cái công tác quản lý hải quan ngày càng tốt hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn chị Minh. Về báo Dinh thì phải hỏi đúng nhá, tức là có 20 vấn đề chuyển về chứ không phải 20 vụ tiêu cực nó thành chuyện khác. Hôm nay không có Bộ Tài nguyên Môi trường, liên quan đến câu hỏi của nhà báo VTV24 thì chúng tôi muốn nói này. Chưa hết là rất hoan nghênh và đánh giá cao nhà báo mà sau khi có cái thông tin trên báo là Việt Nam chúng ta có một số lượng container lớn vấn đề liên quan đến phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam hiện nay đang tồn đọng. Lúc đó là đưa ra thông tin là gần 6.000 container, đúng không? Sau khi có cái thông tin như vậy thì Thủ tướng đã chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường báo cáo với Thủ tướng về tình hình liên quan đến nhập khẩu về phế liệu vào Việt Nam. Thế và ngày 25 tháng 7 năm 2018 ấy, thì Thủ tướng cũng chủ trì hội nghị thường trực chính phủ nghe các bộ báo cáo vấn đề này. Thì chúng ta thấy rằng các hoạt động về nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam ấy là mục đích để làm nguyên liệu sản xuất. Thế và sau khi báo cáo như vậy thì thực tế thì nó câu chuyện như nào thì trong báo chí đã nêu, thì chúng ta cũng phải khẳng định như này. Cái việc mà cấp tạm nhập tái xuất phế liệu là thẩm quyền là do Bộ Công Thương. Nhưng mà trong quá trình rà soát lại thì Bộ Công Thương không cấp phép tạm nhập tái xuất phế liệu rác thải. Như vậy còn việc cấp phép nhập khẩu phế liệu là thẩm quyền Bộ Tài nguyên Môi trường. Như vậy mới nói là toàn bộ tất cả liên quan đến hàng container mà tồn đọng lại Thành phố Hồ Chí Minh, cảng Hải Phòng ra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một số lượng mà gần đây báo chí nêu lên là nó lớn hơn cái số 6.000. Trong cái việc đánh giá thì Bộ Tài nguyên Môi trường có một cái báo cáo như thế này. Rất nhiều những hàng container có thể nói là do các doanh nghiệp có nhu cầu về sản xuất giấy, về sản xuất thép,
là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại các cơ quan hải quan của Bộ Tài chính báo cáo thì cũng không hẳn là toàn bộ tất cả container là có chủ. Nhiều lô hàng container là vô chủ. Ngay cả vấn đề giám định thư, ngay cả vấn đề giấy phép nhập khẩu, rồi ngay cả vấn đề khi mà hỏi đến lô hàng thì lại không phải chủ. Không chủ. Rồi ngay cả vấn đề quy chuẩn, tiêu chuẩn đưa ra để đánh giá thế nào là một lô hàng phế liệu thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng không có một cái công bố. Không có một cái công bố mà chỉ là một văn bản hướng dẫn không đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đấy thế thôi, chứ là không có công bố. Đấy tôi nói ví dụ. Như vậy muốn nói là trong cái quản lý của nhà nước ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng cũng cần phải xem xét lại. Và từ đó thì Thủ tướng có kết luận giao cho các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Công an và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh có liên quan đến cảng biển, toàn bộ để yêu cầu giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường là chủ trì tổ chức thanh tra toàn bộ cái kết quả mà liên quan đến các lô hàng container nhập khẩu vào Việt Nam. Thì từ đó thì để đánh giá chính xác để báo cáo với chính phủ và phương án giải quyết và giải pháp để xử lý vấn đề này. Và chúng ta cũng thấy một điều ấy là trong cái chỉ đạo Thủ tướng ấy, chúng ta xem xét giả quỹ lãi và giả kỹ lại, và đặc biệt là cái việc mà lợi dụng cấp phép, lợi dụng danh nghĩa công ty để nhập khẩu, có sự mua bán, có sự thương mại hóa trong vấn đề này thì phải xem xét kỹ. Tuy nhiên ý, là chúng ta có một điều ấy, là các doanh nghiệp sản xuất trong nước vẫn có nhu cầu nhập khẩu về phế liệu giấy, nhập khẩu về phế liệu sắt để sản xuất sắt thép thì tiếp tục được nhà nước cho phép và cấp giấy phép nhập khẩu để hoạt động, duy trì hoạt động bình thường. Thế còn tất cả những việc khác là yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ. Thì đây là vấn đề mà kết quả thanh tra và báo cáo cụ thể từng vấn đề thì hiện nay là Bộ Tài nguyên Môi trường cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra thì chưa báo cáo. Thế và đồng thời Bộ Thủ tướng cũng giao cho Công an tỉnh, giao cho Bộ Công an ấy, là tiến hành xem xét để điều tra tổng thể cái vấn đề này. Đấy thì cũng báo cáo ông chí là như vậy thì nó có thể nói là đây là vấn đề có thể nói là rất được quan tâm của Thủ tướng và Thường trực Chính phủ, từ đó có thể giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường nhưng đồng thời cũng giao cho Bộ Công an để xem xét để báo cáo Thủ tướng một cách khách quan hơn. Thế và từ những cái bức xúc như vậy và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thì ngày 27 tháng 8 thì tiếp tục họp xem xét đôn đốc các bộ để thực hiện cái công văn 281 ngày 7 tháng 8 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Khi mà kết luận tại Thủ tướng Chính phủ thì xem vấn đề tiến độ của các bộ thế nào, triển khai nào, thì Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ khẩn trương sớm và tiến hành sớm và báo cáo, đồng thời xử lý ngăn chặn ngay vấn đề này. Báo chí cũng tiếp tục đưa là sau khi có cái thông báo 281 ngày 7 tháng 8 2018 Thủ tướng ấy, tuy nhiên thì cái lô hàng nhập khẩu thì vẫn được nhập vào Việt Nam, phế liệu vẫn nhập Việt Nam, thì đây muốn nói là cái phê bình của Phó Thủ tướng ấy, là giao cho các bộ kiểm soát chặt chẽ hơn. Chứ nếu để tình trạng này tiếp tục buông lỏng như này thì sẽ có vấn đề không tốt. Đây là cái dự báo trong vấn đề như vậy. Thì và xin cảm ơn các bạn. Kính thưa Bộ trưởng, thưa tất cả các đồng chí, thưa nhà báo, tức là sau gần một tiếng rưỡi thì chúng ta đã hoàn thành cơ bản nội dung họp báo. Thì xin cảm ơn Bộ trưởng, xin cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ngành và toàn thể các nhà báo. Rồi chúc tất cả mọi người có một cái dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vui vẻ và an toàn. Xin cảm ơn ạ.